Nói độ tận chúng sanh, hành bố thí, sanh tâm, tu thiện pháp là muốn cho con người xứng tánh tu tập pháp tử lợi đại tha, ngõ hầu mình lẫn người cùng được viên mãn bồ đề mới thôi. Đừng vướng vào đó, vọng chấp vô tướng là rốt ráo. Chia sẻ cùng một tri kiến với kẻ nhai bã hẻm, có đáng gọi là người có trí huệ chăng? Tín có gì là khó khởi, nghi có gì là khó trừ? Ông quyết định chẳng chịu khởi, quyết định chẳng chịu trừ. Dù Phật có đích thân thuyết pháp cho ông, cũng chẳng làm sao được, huống hồ tôi đây chỉ là kẻ phàm phu đầy rẫy triền phược. Muốn biết Phật là thật hay giả, sao chẳng đối với những lý được bàn trong Tịnh Độ Văn Tây Quy Trực Chỉ và những chuyện được chép trong ấy mà phát khởi lòng tin, rất lòng nghi, lại cho những ngôn luận sự tích ấy chỉ là chuyện bịa đặt, lời đồn chẳng đáng để vào mắt vậy. Nếu nghĩ như vậy thì nhất định linh hồn chẳng đoạn trong năm đường nào khác, chỉ ở ngay trong địa ngục A Tỳ đến hết đời vị lai, cứ mãi mãi hưởng thọ vạc xôi, lò than rừng gươm núi đao. Do tâm hiển hiện cứ có chúng như các thứ lạc cảnh tự tại thọ dụng, có đó là vui thì chẳng thể khuyên dụ được nữa. Ông cứ muốn biết Phật là thật hay giả, dù Tịnh Độ Văn Tây Quy Trực Chỉ nói gì đi nữa đều coi là chẳng thật. Chỉ khi tự mình thấy đích thân chứng mới nhận là thật. Này, tôi lấy một sự tướng để hỏi, ông nên thẳng thắn đáp lời, chẳng được hàm hồ thoái thác. Bắc Thông Châu Vương là Tiền San thời nhà Thanh từng giữ chức phiền đài ở Quảng Tây. Khi ấy Quảng Tây thổ phỉ rất nhiều, lúc ông Tiền coi việc binh bị bèn bày kế diệt hết phỉ đảng, bắt giết rất nhiều. 4 năm trước đây ông mắc bệnh rất nặng, cứ chợp mắt liền thấy mình ở trong căn nhà tối. Nhà đó rất lớn lại rất tối, bọn quỷ vô số đều đến bức bách ông, sợ quá tỉnh dậy. Một lát sau chợp mắt lại thấy y như cảnh cũ, lại hoảng sợ tỉnh dậy, suốt 3 ngày đêm chẳng dám chợp mắt. Ông ta chỉ còn thở thoi thóp, vợ bèn khuyên dụ, ông cứ như thế chẳng tốt đâu, ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, niệm Phật sẽ ổn ngay. Tiền San nghe vậy liền gắng niệm, được một chốc liền ngủ, ngủ đấy một giấc không mộng mịn gì, mà bệnh cũng dần dần thuyết giảm. Nhân đó ông trưởng trai niệm Phật, năm ngoái Tiền San và Trần Tích Chu lên núi, có trò chuyện cùng quang. Nếu các hạ lâm vào cảnh ấy, thì cứ phải biết trước là Phật là thật hay giả rồi sau mới niệm chăng, hay là nghe xong liền niệm? Nếu lúc ấy chẳng nhọc công xét thật giả cứ niệm ngay, thì hiện tại sao lại cùng người đời này bàn bạc ngôn luận sự tích người đời trước là thật hay hư? Cứ nhất loạt cho làm vọng, chỉ cầu lấy chỗ đúng, cứ vin vào đó khiến tâm cảnh mơ màng mờ mịt, còn toàn nhỏ lẻ khóc cầu nữa ư? Đã có thể coi phú quý như chiếc dép rách, sao không thể coi chấp trước giống như chiếc dép rách để bỏ sạch cả đi? Ông tính dùng tri kiến ấy để làm cửa nhập đạo đấy ư? Chẳng biết nó chính là đường để đạt địa ngục A Tỳ đấy. Lấy mộng để ví cho Phật thì vọng tâm là nhân, mộng cảnh là quả. Ví như niệm Phật là nhân, vãng sanh gặp Phật là quả. Vì sao có thể lấy 6 thí dụ trong kinh Kim Cang làm chứng? Ngôn ngữ văn tự thế gian, một chữ một sự chẳng ngại gì diễn tả cả sát lẫn hèn, chẳng giải cả tốt lẫn xấu. Chẳng hạn như chữ tử dùng để chỉ mình đức phu tử cũng được, mà chỉ người bình thường cũng được, dùng để gọi con cái cũng tốt, đều phải dựa vào văn mạch để xác định ý nghĩa. Quyết chẳng thể đối với chữ tử có nghĩa là phu tử, đại giảng là nhi tử, con cái được. Cõi Phật là mộng cảnh, đâu cần chờ các hạ thành Phật rồi mới nói sau. Nói như vậy chỉ tự tổn hại vô ích mà thôi. Sự lý tánh tướng không hữu nhân quả, lẫn lộn chẳng phân, chỉ bằng học theo ngu phụ cắm cúi niệm Phật, cứ trí cùng trí kính một mực thành khẩn. Lâu ngày chảy tháng nghiệp tiêu trí dạng, chướng tận phước dày, mối nghi tâm ấy triệt đè rơi rụng hết, thì những chuyện Phật có hay là không, chính mình là có hay là không, đường nẻo vào cửa Phật lên bờ kia đã có xác cứ, nào phải đợi hỏi ai nữa. Nếu chẳng chuyên tâm dốc trí niệm Phật, cứ cùng người khác bàn xuông những hiểu biết chỉ mới được một phần, thì cũng giống như xem kinh Kim Cang nhưng chẳng biết thật tướng, xem Tịnh Độ Văn Tây Quy Trực Chỉ nhưng chẳng sanh tín tâm, là do nghiệp ngăn chướng tâm chẳng thể lãnh hội.
như kẻ mù nhìn mặt trời. Mặt trời ở ngay trên không, mắt nhìn ngay vào mặt trời, nhưng chẳng thấy được tướng sáng nào khác lúc chẳng thấy. Nếu mắt được sáng lại, vừa nhìn liền thấy ngay tướng sáng. Một pháp niệm Phật chính là một pháp tối thiết yếu để mắt được sáng lại. Muốn thấy tướng trạng thật tướng, hãy nên dốc lòng chọn thành nơi pháp này. Ác màu có ngày được thỏa nguyện lắm. Muốn tự thấy trần ngã, nếu chẳng phải là bậc đại triệt đại ngộ, sẽ chẳng thể làm được. Muốn chứng ngộ mà chẳng đoạn hoặc chứng chân, sẽ không thể được. Muốn viên chứng, nếu ba hoặc chưa đoạn sạch, hai tử phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử chưa vĩnh viễn mất, sẽ chẳng thể được. Luận trên thực tại, các hạ luôn ngồi luân hồi bao kiếp dài lâu, và nay đang cật vấn những điều trái với giáo lý, đều là do sức tác dụng của chân ngã, do các hạ quay lưng với giác, xuôi theo trần lao, nên chẳng thể thọ dụng chân thật. Khác nào cái đầu của gã diễn nhã, hạt châu trong áo, từ đầu đến cuối chưa hề mất, làm sanh sợ hãi, làm chịu khốn cùng vậy. Tất cả thế gian, dù là căn thân hay là thế giới, đều là do đồng nghiệp biệt nghiệp trong tâm của chúng sanh cảm thành, đều có thành hoại, đều chẳng trường cửu. Thân có sanh giả bệnh chết, thế giới có thành trụ hoại không? Câu nói vật cực tác phản, cực lạc sanh bi, mọi sự đến chỗ cùng cực sẽ chuyển biến theo chiều ngược lại. Vui quá hóa buồn là nói về ý này. Do nhân đã sanh diệt, quả cũng chẳng thể không sanh diệt. Thế giới cực lạc là thế giới do Phật A Di Đà đã chứng ngộ triệt, để Phật tánh sẵn có trong tự tâm, tùy tâm biến hiện xứng tánh trang nghiêm. Vì thế sự vui trong cõi ấy chẳng có lúc cùng tận, ví như hư không rộng rãi to lớn, bao hàm hết thảy sâm la vạn tượng. Dù thế giới nhiều lần thành nhiều lần hoại, hư không rốt ráo chẳng bị tác giảm. Ông đem sự vui thế gian để nạn sự vui cực lạc, nhưng sự vui cực lạc ông chưa thể thấy. Dẫu ông chưa thể thấy toàn bộ hư không, nhưng với khoảng hư không trong vòng trời đất đây, ông có bao giờ thấy nó bị biến cải hay chưa? Phải biết rằng hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Vì thế Đức Phật dạy con người niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để nhờ vào nguyện lực đại từ bi của Phật Di Đà sẽ cũng được thọ dụng niềm vui bất sanh bất diệt ấy. Do căn thân là liên hoa hóa sanh, nên không có nỗi khổ sanh già bệnh chết. Thế giới là do công đức xứng tánh hóa hiện, nên không có biến chuyển thành trụ hoại diệt. Dù là thánh nhân vẫn có những điều không biết, há nên vì những pháp sanh diệt trong thế gian mà khởi nghi ư? Pháp môn tịnh độ là bi tâm triệt đà của Đức Như Lai, là pháp môn phổ độ chúng sanh, khiến cho những kẻ phàm phu đầy rẫy triền phược không có sức đoạn hoặc, nhờ tín nguyện trì danh sẽ được liễu thoát ngay trong đời này, cùng làm bè bạn với Quán Âm Thế Chí. Trên đến bậc đẳng giác Bồ Tát, địa vị gần kề Phật quả, vẫn còn phải vãng sanh mới thành chánh giác, chí viên chí đốn thông trên suốt dưới, vượt trội hết thảy các pháp môn đã được giảng trong cả một đời giáo hóa. Vì thế, trong khi Đức Phật giảng kinh A Di Đà, sáu phương chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài, đồng thanh tán thán, khen là kinh công đức chẳng thể nghĩ bàn được hết thảy chư Phật hộ niệm. Phật lại nói, ta là Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, làm được chuyện rất khó hiếm có. Đức Thế Tôn ta tự phô bày túc nhân, bảo ta trong đời ác ngũ trược làm được chuyện khó làm sau đây, chứng đắc Bồ Đề, vì hết thảy thế gian nói pháp khó tin này thật là rất khó, khiến cho người nghe tin nhận phục hành, chỉ nhằm bày trọn bổn hoài xuất thế mà thôi. Nhưng pháp môn này rất sâu khó lường, tuy đã được bổn sư và chư Phật Thế Tôn cùng khuyên nên tin tưởng, nhưng đời vẫn còn rất nhiều kẻ nghi. Chẳng những hạng thế trí phàm tình chẳng tin, ngay cả hạng tri thức thông hiểu tông giáo sâu xa cũng còn ngờ vực. Chẳng những hạng tri thức chẳng tin, mà bậc thanh văn chuyên giác đã chứng chân đế nghiệp tận tình không hãy còn nghi ngờ. Chẳng những bậc tiểu thánh chẳng tin, ngay cả vị quyền vị Bồ Tát cũng hãy còn nghi ngờ. Ngay đến bậc pháp thân đại sĩ dù đã tin chắc, nhưng vẫn chẳng thể thấu hiểu tận cùng nguồn cội. Ấy là vì pháp môn này lấy quả giác làm nhân tâm, toàn thể là cảnh giới Phật, chỉ mình Phật với Phật mới có thể hiểu trọn, chẳng phải trí con người thấu hiểu được nổi. Bọn phàm phu ta ngửa tin lời Phật, y giáo phụng hành,
sẽ tự được lợi ích thật sự nếu được nghe pháp môn chẳng thể nghĩ bản này, thì phải là trong nhiều kiếp đã gieo sâu căn lành, huống hồ là tiếp nhận phụng hành ư? Kinh Hoa Nghiêm, vua của Tam Tạng là do Đức Như Lai lúc tối sơ thành chánh giác, vì các bậc pháp thân đại sĩ thuộc 40 địa vị đã vượt ngoài cửu giới, giảng ra pháp một đời thành Phật, chỗ quy tông kết đảnh của thật nghĩa rốt ráo, là dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để mong viên mãn Phật quả. Cảnh sở chứng của thiện tài đã bậc với phổ hiền, bậc với chư Phật, được gọi là bậc đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác chỉ kém Phật một chút, vẫn còn phải hồi hướng vãng sanh. Toàn bộ các Bồ Tát trong Hoa Tạng thế giới hải đều bẩm thọ giáo pháp này, cùng tu pháp này. Huống nay kẻ thông tông thông giáo, mức căn tánh thông lợi, mức chứng nhập sâu xa, có hơn nổi các vị đẳng giác Bồ Tát kia chăng? Ngàn kinh vạn luận, đầu đầu cũng dạy quy hướng vãng thánh tiền hiền, ai nấy đều hướng về những kinh luận ấy, há chẳng đáng để tuân thủ hành theo ư? Các vị thánh hiền ấy đều là hạng ngu phu ngu phụ ư? Nói gọn một lời, nghiệp sâu chướng nặng chưa được giải thoát, nên đến nỗi đối với việc hàng ngày còn chẳng biết, cứ quen thói chẳng suy xét đó thôi. Nếu bảo A-di-đà Phật an cư cực lạc, mười phương thế giới vô lượng vô biên, trong một thế giới chúng sanh niệm Phật đã nhiều vô lượng vô biên, A-di-đà Phật một thân làm sao tiếp dẫn khắp hết thảy những chúng sanh niệm Phật trong mười phương vô lượng vô biên thế giới được? Đáp: sao ông lại dùng tri kiến phàm phu để suy lượng Phật cảnh? Tôi mượn thí dụ nói rõ cho ông khỏi lầm. Một vầng trăng sáng rực trên không hiện bóng trong vạn con sông, trăng có tâm trăng, trên trời chỉ có một vầng trăng, như biển cả sông ngòi, sông to suối nhỏ đều hiện trọn vẹn khuôn trăng, dù nhỏ như một trước một giọt nước, không nơi nào chẳng hiện toàn thể bóng trăng. Và nữa, vầng trăng hiện nơi sông rạch, một người nhìn thì có một vầng trăng ở ngay trước người ấy. Trăm ngàn vạn ước người, trong trăm ngàn vạn ước chỗ cùng nhìn, không một ai là chẳng có một vầng trăng ở ngay trước mặt. Nếu trăm ngàn vạn ước người ai nấy đi qua đông tây nam bắc, mỗi người đi đến đâu luôn thấy trăng cũng đi theo đấy, chẳng hề gần xa. Nếu trăm ngàn vạn ước người đứng yên chẳng động, trăng cũng đứng yên chẳng động, thường ở bên người. Chỉ là nước trong lặng, trăng sẽ hiện, nước đục trao động, trăng ẩn mất. Trăng vốn chẳng lấy bỏ, trăng chẳng hiện là do nước đục ngầu lay động, chẳng phản chiếu được bóng trăng. Tâm chúng sanh như nước, A-di-đà Phật như trăng, chúng sanh đầy đủ tín nguyện hạnh trí thành cảm Phật, thì Phật sẽ ứng như nước trong trăng hiện. Nếu tâm chẳng thành tịnh, chẳng trí thành ứng với tham sân si, trái nghịch Phật như nước vừa đục vừa sao động, dù trăng vẫn chiếu xuống nhưng chẳng thể hiện bóng rõ ràng. Chẳng là sắc pháp thế gian còn diệu dụng như thế, huống hồ Phật A-di-đà đã hết sạch phiền hoặc, phước huệ đầy đủ, tâm chụp thái hư, lượng chọn pháp giới ư? Vì thế Kinh Hoa Nghiêm bảo: Phật thân đầy khắp pháp giới, hiện trước khắp hết thảy chúng sanh, tùy duyên cảm ứng không đâu là chẳng chọn khắp, nhưng luôn ngồi nơi tòa Bồ Đề này. Do đó biết rằng Phật cảm khắp pháp giới, Phật ứng khắp pháp giới, Phật thật sự chưa từng khởi tâm động niệm, có ý tưởng đến đi, nhưng có thể khiến cho chúng sanh duyên đã thành thủ thấy Ngài đến đây tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương, cho nên Phật chẳng phải là một, chẳng phải là hai, chỉ nêu đại ý để sanh chánh tín mà thôi. Phải biết rằng pháp môn tịnh độ chính là để nhiếp phục người thượng thừa căn, vì thế thiện tài đã chứng đẳng giác, phổ hiền Bồ Tát vẫn dạy dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh, ngõ hầu viên mãn Phật quả. Nhân đó, khuyên các Hoa Tạng hải chúng, do vậy ta biết rằng một pháp hồi hướng vãng sanh tịnh độ chính là pháp tối hậu để viên mãn Phật quả. Đời có kẻ cuồng chẳng hiểu kỹ giáo lý, thấy ngu phụ đều tu được pháp này bèn kinh rẻ cho là pháp tiểu thừa, chẳng biết rằng đây chính là pháp môn đệ nhất một đời thành Phật, thành thị, thành trung của Hoa Nghiêm. Cũng có kẻ ngu tri kiến hẹp kém, nghĩ mình công phu cạn mỏng, nghiệp lực sâu dày làm sao sanh ngay được, chẳng biết rằng tâm tánh chúng sinh và tâm tánh của Phật chẳng hai, ngũ nghịch thập ác sắp đọa địa ngục, gặp thiện tri thức dạy cho niệm Phật đủ cả 10 tiếng hoặc chỉ mấy tiếng rồi liền chết đi còn được vãng sanh, lời quán kinh dạy cớ sao chẳng tin. Bọn họ còn vãng sanh, huống hồ chúng ta
Dù con tội nghiệp dù ít công phu, sánh với kẻ thập ác ngũ nghịch kia, chỉ niệm mười mấy tiếng hay là mấy tiếng còn vượt trội hơn rất nhiều. Lẽ nào tự vội vàng bỏ qua đến nỗi đánh mất lợi ích vô thượng này? Như Lai gọi pháp môn tịnh độ này là pháp khó tin, là vì hạ thủ dễ lại thành công cao, dùng công ít được hiệu quả nhanh, chí viên chí đốn, thẳng tác rộng lớn, giản dị, vượt trội hết thảy giáo lý thông thường, chẳng phải xưa vốn đã có thiện căn, quyết sẽ khó tiếp nhận phụng hành. Tôi thường nói, cửu giới chúng sanh, lìa khỏi pháp môn này thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo, mười phương chư Phật bỏ pháp môn này thì dưới chẳng thể lợi khắp quần manh, là chuyện thực vậy. Pháp môn tịnh độ, độ khắp ba căn chính là để tiếp độ cát khí thượng thượng, kiềm tiếp dẫn hạng trung hạ căn. Kẻ ngu thường hay chê là pháp thiền cận tiểu thừa, nói chung là vì chẳng xem kinh luận đại thừa, chưa phải là người thông suốt có đủ con mắt, chỉ dùng cái tầm tiền đạo chấp trước của mình để suy lượng đạo nguyên thủy trọng yếu, chung cục của Như Lai. Như kẻ mù ngó mặt trời, như người điếc nghe sấm, đương nhiên chẳng thấy chẳng nghe, chỉ đành suy luận vọng tưởng. Phải biết một pháp tín nguyện niệm Phật là do Như Lai vì bi tâm triệt đề phổ độ chúng sanh mà tuyên thuyết. Chỉ có các vị Bồ Tát như Quán Âm Thế Chí, Văn Thủ Phổ Hiền mới có thể rốt ráo đảm đương. Bọn họ thấy ngu phụ đều niệm Phật được, bèn coi là pháp tiểu thừa thiện cận, khác nào ngôi sao bé chỉ chiếm lãnh được khoảng trời nhỏ, con trùng bé chỉ bò được khoảng đất hẹp. Nếu tin tưởng được pháp này thì là nhiều kiếp đã trồng sâu thiện căn. Nếu có thể dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật, nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối, thì cái tâm phàm phu đó biến thành Như Lai tạng, như người nhiễm hương thân thường có mùi hương. Hiện tại đã tiếp xúc với khí Phật của Phật, thì lúc lâm chung này chẳng cảm ứng đạo giao được Phật tiếp dẫn hay sao? Ba, khuyên đầy đủ tín nguyện. Dù kính cần tu trì ngũ giới thập thiện, được thân trời người, nhưng phước lạc nhân gian lại chính là cội rễ đọa lạc. Dù trên trời phiền hoặc chẳng mãnh liệt như trong nhân gian, nhưng một khi phước trời đã tận, nhất định sẽ đọa xuống. Do túc phước chưa tận nên được hưởng phước, do hưởng phước nên tạo nghiệp, đã tạo nghiệp rồi thì đọa lạc ác đạo chỉ trong khoảng nháy mắt một hơi thở mà thôi. Huống hồ có kẻ khi mạng trời đã hết, vì sức ác nghiệp đời trước đã chín liền đọa ngay vào ác đạo. Vì thế cổ đức bảo người tu hành, nhưng không có chánh niệm tu trì tịnh nghiệp chỉ được phước báo trời người, thì gọi là oán thù đời thứ ba. Kinh Pháp Hòa nói, tam giới không yên giống như nhà lửa, thật đáng sợ hãi. Người biết tốt xấu, phải gấp cầu xuất ly, để được yên ổn mới là kế sách bậc thượng vậy. Một pháp niệm Phật là cậy vào Phật lực để thoát tam giới, sanh về tịnh độ, nay đã chẳng phát nguyện, thì có tín chăng? Người tin thật sự, ắt sẽ phát nguyện tha thiết. Tín nguyện đều không, chỉ niệm Phật danh thì thuộc về tự lực. Vì không tín nguyện nên chẳng thể cảm ứng đạo giao cùng hoàng thệ của Đức Di Đà. Nếu đã hết kiến tư hoặc, có lẽ được vãng sanh. Còn nếu hoàn toàn chưa đoạn hay chưa đoạn hết sạch thì nghiệp căn vẫn còn, làm sao thoát ngay khỏi luân hồi cho được. Ngũ tổ giới diễn, thảo đường thanh, vân vân chính là những chứng cớ xác thực. Phải biết rằng không có tín nguyện mà niệm Phật sẽ chẳng khác gì tham cứu bên tông bên giáo. Dù có được vãng sanh nhưng nhân quả chẳng phù hợp với nhau. Ngài Ngẫu Ích nói, được vãng sanh hay không toàn là do có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn. Đấy chính là phán định chắc như sắt vậy. Bình sinh tuyệt chẳng có tín nguyện thì khi lâm chung nhất định khó cậy vào Phật lực. Đã bảo là thiện ác đồng thời cùng hiện ngay thì chẳng luận là bốn chữ A-di-đà Phật chẳng hiện nên chẳng được vãng sanh, mà dù có hiện cũng chẳng được vãng sanh. Vì sao vậy? Do chẳng nguyện vãng sanh, do chẳng cầu Phật nên chẳng được Phật tiếp dẫn. Kinh Hoàng Nghiêm nói, giả sử ác nghiệp có thể tướng thì mười phương hư không chẳng thể chứa được nổi. Cổ Đức nói, như người mắc nợ, chủ nợ nào mạnh sẽ kéo đi trước. Tâm tình đã đoan đặt nặng nơi nào sẽ rơi về đó. Này thiện ác đều hiện, do không có tín nguyện chẳng thể làm gì ác nghiệp được. Phải biết rằng cậy vào tự lực thì nếu còn một mảy ác nghiệp sẽ chẳng thể xuất ly sanh tử, huống là nhiều ác nghiệp. Lại nếu không tín nguyện,
Dù niệm đến nhất tâm, thì trong vô lượng vô biên người như thế, may ra có một hai người được vãng sanh, quyết chẳng thể lấy đó làm gương để cắt đứt thiện căn của hết thảy người vãng sanh tịnh độ trong đời sau. Vì cớ sao? Người có thể cậy vào tự lực niệm đến mức nghiệp tận tình không chứng vô sanh nhẫn trong cả cõi đời, ít có được một hai. Nếu ai nấy tu hành theo cách đó, bỏ tín nguyện chẳng theo, thì những chúng sanh bình thường sẽ ở mãi trong biển khổ không cách nào xuất đi. Đều là do bị một lời này chèn ép cả, thế mà kẻ ấy vẫn dương dương đắc ý cho mình là thật cao, chẳng biết mình bị đoạn Phật vệ mạng, là chúng sanh ngu si nói cuồng, buồn thay. Với pháp tịnh độ phải tránh nhìn bằng một mắt, chẳng được đem những giáo nghĩa thông thường để so bì. Nếu Như Lai chẳng mở ra pháp này thì sự liễu sanh thoát tử của chúng sanh đời mạt sẽ chẳng thể thấy được. Hãy thường nên phát tâm quyết định, lâm chung quyết định muốn được sanh về Tây Phương, được nói là chẳng muốn thọ lại thân người tầm thường, ngay cả thân vua trong cõi trời người và xuất gia làm tăng, nghe một ngộ cả ngàn, đắc đại tổng trì, hoàng hóa đại pháp, làm thân cao tăng lợi khắp chúng sanh, cũng còn nhiều chỗ chất chứa tội lỗi độc hại, tâm quyết định chẳng sanh một niệm muốn thọ. Quyết định như thế thì tín nguyện hạnh của mình mới cảm được thệ nguyện của Phật, mới được Phật niệm thọ, cảm ứng đạo giao được Phật tiếp dẫn, thẳng lên cửu phẩm, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Phải biết rằng Tây Phương cực lạc thế giới, đừng nói là phàm phu chẳng đến được, ngay cả thánh nhân tiểu thừa cũng chẳng đến được, vì nơi ấy thuộc về cảnh giới đại thừa, chẳng thể nghĩ bàn. Tiểu thánh hồi tâm hướng đại thì liền đến được. Phàm phu nếu không có tín nguyện để cảm Phật, dù tu hết thể các hạnh thủ thắng khác lẫn hạnh trì danh thủ thắng, cũng chẳng thể vãng sanh. Vì thế tín nguyện là tối khẩn yếu. Ngài Ngẫu Ích nói được vãng sanh hay chăng toàn là do có tín nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn, do ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sát này. Hễ tin cho tới dám chắc Tây Phương, ông phải có Phật. Nếu luận về pháp môn niệm Phật thì chỉ có ba pháp tín nguyện hạnh là tông yếu, đầy đủ ba pháp quyết định vãng sanh. Nếu không có tín thật nguyện thiết, dù có trần hạnh cũng chẳng thể vãng sanh, huống là kẻ tu hành hỏi hận khoan la ư. Ngài Ngẫu Ích từng bảo, được vãng sanh hay chăng toàn là do có tín nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn. Bởi lẽ pháp này cả ba đời chẳng dễ thường bàn, là đạo mẫu độ khắp ba căn, hãy nên dốc trọn toàn thân nương về tu tập mới hỏng chứng được lợi ích thật sự. Ba thứ tín nguyện hạnh sách thập yếu đã giảng rõ từng thứ, nhưng trọng yếu nhất là trong phần giảng về ngũ trùng huyền nghĩa của sách yếu giải, phần thứ ba là minh tông, minh định tông thú của kinh, đã phát huy ba pháp này tích cực bậc nhất. Tiếp đó trong mỗi một đoạn văn, tổ đều giảng giải về tín nguyện hạnh. Nên hãy nên đọc thật kỹ cuốn sách, chẳng thể thiếu này. Muốn sanh Tây Phương trước hết phải có tín thật nguyện thiết. Nếu không có lòng tin chân thật nguyện thiết tha, dù cho tu hành vẫn chẳng thể cảm ứng đạo giao cùng Phật, chỉ được phước báo nhân thiên và tạo thành cá nhân đắc độ trong đời vị lai mà thôi. Nếu đầy đủ tín nguyện thì được vãng sanh, vạn người chẳng sót một ai. Tổ Vĩnh Minh bảo vạn người tu vạn người đến là nói về tín nguyện hạnh đấy. Phạm lễ bái, đọc tụng kinh điển đại thừa và làm hết những việc lợi ích người đời, thảy đều đem hồi hướng Tây Phương, chẳng cứ gì niệm Phật mới hồi hướng Tây Phương được. Nếu đem các công đức khác hồi hướng về phước báo thế gian thì niệm chẳng quỳ một mối, càng khó vãng sanh. Phải biết rằng nếu thật sự niệm Phật sẽ chẳng cầu phước báo thế gian, nhưng tự được hưởng phước báo thế gian. Nếu có phước báo thế gian chẳng chịu hồi hướng vãng sanh thì phước báo thế gian đạt được đó sẽ trở thành tệ kém, tâm chẳng chuyên nhất nên càng khó quyết định vãng sanh. Người niệm Phật chỉ nên chân thành thiết tha niệm Phật, tự có thể nương vào Phật tự lực tránh khỏi nạn đau binh lửa nước. Chỉ khi nào vì túc nghiệp lôi kéo hoặc do trọng báo địa ngục chuyển thành báo nhẹ trong hiện đời thì mới mắc phải những nạn ấy. Nhưng do thường ngày lòng tin chân thành nguyện thiết tha, nên ngay khi ấy được Phật tiếp dẫn, dù hiện tại chưa chứng tam muội nhưng đã dự vào dòng thánh, tự thân như hình bóng, đao binh thủy hòa, chẳng trở ngại chi. Dù hiện tại gặp phải tai ương, thật chẳng bị khổ, cả thế giới mênh mông mấy ai được như vậy chăng? Nguyện lìa xa bà như tù nhân mong thoát lao ngục, nguyện sanh cực lạc như cùng tử mong về lại cố hương. Nếu trước khi chưa sanh về tịnh độ
mà phải nhận lấy ngôi vua trong cõi trời người, thì cũng phải coi đó là nhân duyên đoạn lạc, chọn không có một niệm mong cầu hâm mộ. Dẫu đời sau truyền nữ thành nam xuất gia từ thơ ấu, nghe một ngộ cả ngàn đắc đại tổng trì, cũng phải coi đó là đường quanh nẻo rẽ, chọn không có tâm niệm nào mong mỏi cả, chỉ mong lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh sẽ liễu danh thoát từ siêu phàm nhập thánh, ở vào địa vị bổ xứ, chứng vô sách nhẫn, nhìn lại những sự như là vua trong cõi trời người, xuất gia làm tăng vân vân, nào bằng tịnh độ, tu các pháp môn khác, trải bao kiếp khó nhọc chuyên cần, nào được giải thoát, như lửa đóm sánh với vầng mặt trời rực rỡ, như gò mối sánh cùng Thái Sơn, khó ngăn buồn thương, khó kìm rút dày. Bởi vậy, người tu tịnh độ chọn chẳng thể cầu những sự như hưởng phước lạc nhân thiên trong đời sau, và đời sau xuất gia làm tăng. Nếu có chút mảy may mong cầu đời sau thì là chẳng có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha. Đối với thệ nguyện của Đức Di Đà sẽ bị cách trở, chẳng thể cảm ứng đạo giao được Phật tiếp dẫn. Như vậy là đã dùng diệu hạnh thù thắng chẳng thể nghĩ bàn, tạo thành phước nhân hữu lộng trong cõi nhân thiên. Và nữa, lúc hưởng phước ắt sẽ tạo nghiệp, đã tạo ác nghiệp, ắt khó tránh ác báo, như bỏ chất độc vào đề hồ khiến người uống vào phải chết. Kẻ chẳng khéo dục tâm mắc họa như thế, phải nên triệt để các đức ý niệm ấy mới học được lợi ích hoàn toàn nơi tịnh độ, toàn thân thọ dụng vậy. Dù thọ cả trăm năm, chỉ trong khoảng khẩy ngón tay, thở hắt ra một hơi là chẳng còn nữa, hãy tìm đường thoát, chớ để đến lúc lâm chung hối cũng chẳng kịp. Thường nhớ kinh dạy, thân người khó được, Trung Quốc khó sanh, Phật Pháp khó nghe, tín tâm khó khởi. Này mày đủ cả bốn điều, càng phải nên nỗ lực, như đã lên được núi bóng, phải tìm cho được ngọc mani. Chúng sanh vì còn trong địa vị phàm phu, chưa đoạn hoặc nghiệp, sanh tử giải quyết chưa xong, khó tránh đoạn lạc. Cho nên Đức Như Lai cực lực khuyên chúng sanh phát tâm chân tín và nguyện tâm thiết tha, chỉ danh hiệu Phật, cầu sanh tịnh độ, đem hết thảy công đức đã tạo cúng dường tam bảo giữ giới cả đời. Chẳng cầu phước báu đời sau trong cõi nhân thiên, chẳng cầu đời này trường thọ khỏe mạnh yên vui, chỉ cầu lâm chung vãng sanh tịnh độ, thì phù hợp với thể nguyện của Phật, cảm ứng đạo giao, chắc chắn được mãn nguyện. Như người rớt xuống biển, có thuyền đến cứu, nếu chịu lên thuyền sẽ lên được bờ kia. Cầu phước nhân thiên chẳng cầu vãng sanh, như chẳng lên thuyền có khỏi chết chìm. Phật muốn ông siêu phàm nhập thánh, ông lại chỉ nguyện được phước hữu lộng. Một khi phước báo đã hết, vĩnh viễn đoạn trong đồ, khác nào dùng ngọc mani để ném chim sẻ. Được thì ít, mất quá nhiều, chẳng tiếc lắm ư, hay nên tự cảnh tỉnh. Nếu muốn trong đời này được hưởng lợi ích chân thật, hãy nên đưa vào pháp môn tịnh độ, tín nguyện, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì quyết định được liễu sanh thoát tử. Nếu chẳng y vào pháp môn niệm Phật, đừng kể chi kẻ chưa được chân truyền Phật giáo, ngay cả kẻ đã được chân truyền, cũng chẳng thể liễu sanh thoát tử. Vì sao thế? Dù được chân truyền đại triệt đại ngộ nhưng vẫn chưa thật chứng, có chứng mới liễu sanh thoát tử được, chứ chỉ ngộ thì chẳng thể liễu. Tu các pháp môn khác đều phải đoạn hoặc chứng chân mới có thể liễu sanh thoát tử. Tu pháp môn tịnh độ chỉ cần đủ tín thật nguyện thiết, chỉ danh hiệu Phật, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, tránh chọn cùng hành, chẳng những được vãng sanh mà phẩm vị còn ưu thắng nữa. Chỉ riêng kẻ tin tưởng thuần thành xin tu được vãng sanh, mà hàng ngũ nghịch thập ác sanh lòng hổ thẹn lớn lao, chí tâm niệm Phật mấy tiếng thì ngay lúc mạng chung nhất định được vãng sanh. Do lòng từ rộng lớn của Phật truyền vì sự nghiệp độ sanh, nhất niệm hồi quang liền được nhiếp thọ, như thế gọi là nương Phật từ lực đối nghiệp vãng sanh. Chúng sanh đời mạt chẳng nương theo tịnh độ, tu các pháp môn khác chỉ được phước báo nhân thiên và tạo nhân duyên đắc độ cho đời vị lai mà thôi. Do không sức đạn hoặc gốc sanh tử vẫn còn, dễ hồ chẳng nảy mầm mộng sanh tử nữa ư. Pháp niệm Phật trọng tại tín nguyện chân thiết, dù trong tâm chưa thành tịnh cũng được vãng sanh. Vì sao vậy? Do trí tâm niệm Phật là năng cảm, nên A-di-đà Phật liền năng ứng, như nước trong sông biển chưa thể dứt sạch tướng động. Nhưng nếu không gió cuồng sóng to thì vầng trăng rạng ngời trên không sẽ hiện bóng lổ lộ. Cảm ứng đạo giao như mẹ con nhớ nhau, pháp khác truyền trong tự lực, chẳng nhờ vào Phật lực, cứ do đấy mà hiểu được nghĩa này vậy.
Ước theo những cách giảng dạy thông thường thì còn trong địa vị phàm phu muốn liễu sanh thoát tử thật chẳng phải chuyện dễ. Nếu ước theo pháp môn đặc biệt tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì ngay trong hiện đời ắt được liễu thoát. Nếu như đầy đủ tín thật nguyện thiết thì trong vạn người nhất định chẳng sót một ai. Chúng sanh đời mạt chỉ có mỗi một pháp này đáng để nương cậy. Bởi thế khi vận mạng đạo pháp ngày càng suy giảm thì pháp này càng thích đáng căn cơ. Thiện tri thức càng đề xướng thiết tha, chân thật tu trì để được vãng sanh là điều chứng nghiệm từng thấy. Pháp môn tịnh độ lấy ba pháp tín nguyện hạnh làm tông, có tín nguyện thì chẳng luận tu hành nhiều ít cạn sâu đều được vãng sanh, không tín nguyện dẫu đạt đến địa vị cả năng lẫn sở cũng mất, hồi thoát căn trần thì cũng khó được vãng sanh. Nếu như thật sự đạt được thật lý năng lẫn sở cũng mất, hồi thoát căn trần, có thể cậy vào tự lực để liễu sanh thoát tử thì chẳng phải bàn đến nữa. Nhưng nếu công phu chưa thấy được lý này vẫn còn chưa thật chứng, nếu không có tín nguyện cũng khó vãng sanh. Thiền gia rằng tịnh độ quy về thiền tông, bỏ qua tín nguyện, nếu thật sự y theo đó mà tu hoặc may được khai ngộ, nhưng chưa đạt hoặc nghiệp muốn liễu sanh tử thì có mơ cũng chẳng mơ được. Bởi phàm phu vãng sanh là do tín nguyện cảm Phật nên có thể nương vào Phật tự lực đối nghiệp vãng sanh, nay đã chẳng sanh tín nguyện, lại toàn đem Phật lẫn cõi nước quy hết vào tự tâm, làm sao cảm Phật được, cảm ứng chẳng phù hợp, là chúng sanh, thì chúng sanh là chúng sanh, Phật là Phật, biến pháp hoành siêu, siêu việt tam giới theo chiều ngang thành pháp thụ xuất, thoát tam giới theo chiều dọc, được lợi thì ít nhưng lại bị tổn thất rất sâu. Nhưng lại bị tổn hại rất sâu, chẳng thể không biết điều này. Được lợi là do tuân theo thuyết ấy, vạn chẳng được khai ngộ, còn bị tổn hại là do bỏ đi tín nguyện sẽ không cách chi nhờ vào Phật từ lực được. Bởi vậy tôi bảo, người thực sự tu tịnh độ chẳng được dùng đến lời khai thị của nhà thiền, vì tông chỉ của pháp môn bất đồng vậy. Ấn Quang Đại Sư Già Ngôn Lục phần 2, 3 chỉ dạy phương pháp tu trì. Một, giảng về phương pháp niệm Phật. Đã có lòng tin chân thành nguyện thiết tha thì hãy nên tu chánh hạnh niệm Phật, lấy tín nguyện để dẫn đường, lấy niệm Phật làm chánh hạnh. Ba thứ tín nguyện hạnh chính là tông yếu của pháp môn niệm Phật. Có hạnh nhưng không có tín nguyện sẽ chẳng thể vãng sanh, có tín nguyện nhưng thiếu hạnh cũng chẳng thể vãng sanh. Ba thứ tín nguyện hạnh đầy đủ không thiếu sẽ quyết định được vãng sanh. Được vãng sanh hay không toàn là do có tín nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do công trì danh sâu hay cả. Về chánh hạnh niệm Phật nên tùy sức mỗi người mà lập, chẳng thể chấp chặt một bề. Nếu thân mình không bận việc, cố nhiên nên từ sáng đến tối, từ đêm đến sáng đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, động tịnh, ăn cơm mặc áo, đại tiện tiểu tiện, trong hết thảy thời hết thảy chỗ, giữ sao cho một câu hồng danh thánh hiệu chẳng rời tâm miệng. Nếu rửa ráy giúp miệng thanh tịnh, áo mũ chỉnh tề và nơi chốn thanh tịnh thì niệm Phật ra tiếng hoặc niệm thầm đều được cả. Còn lúc ngủ nghỉ, lúc thân hình hở hang tắm gội đại tiểu tiện, cũng như khi đến chỗ dơ bẩn chẳng sạch, chỉ nên thầm niệm đừng niệm ra tiếng. Thầm niệm cũng có cùng một công đức với niệm ra tiếng, niệm ra tiếng chẳng cung kính, chớ bảo ở những chỗ ấy chẳng thể niệm Phật. Phải biết là ở những nơi ấy chẳng được niệm ra tiếng mà thôi. Hơn nữa, lúc nằm ngủ, nếu niệm ra tiếng chẳng những không cung kính, lại còn bị tổn khí, chẳng thể không biết điều này. Dù là niệm Phật lâu ngày chẳng hề gián đoạn, nhưng mỗi sáng chiều tên hướng về Phật lễ bái, lễ dòng trước hết, niệm một biến kinh A-di-đà, ba biến chú vãng sanh, đoạn niệm tám câu kệ tán Phật. A-di-đà Phật thân kiếm sắc, niệm kệ xong, niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Tiếp đó niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật 1000 lần hoặc 500 lần, nên vừa nhiễu Phật vừa niệm. Nếu chẳng tiện nhiễu Phật thì quỳ hoặc ngồi hoặc đứng niệm đều được cả. Lúc niệm gần xong, bèn trở về chỗ, quỳ niệm Quán Âm Thế Chí Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát mỗi danh hiệu 3 lượt. Sau đấy mới niệm tịnh độ văn, phát nguyện hồi hướng vãng sanh. Khi niệm tịnh độ văn phải nương theo văn nghĩa mà phát tâm. Nếu tâm chẳng nương theo văn, sẽ thành ra uổng công đọc xuông, chẳng được lợi ích thật sự. Đọc tịnh độ văn xong, niệm tam quy y, lễ bái lui ra, đây là công khóa sáng, buổi tối cũng như vậy. Nếu muốn lễ bái nhiều hơn, thì khi trở về chỗ sẽ lễ Phật bao nhiêu lại đó, dừng dành Bồ Tát 9 lượt,
Lễ chín lạy, lễ xong phát nguyện hồi hướng hoặc lễ bái, lúc niệm xong công khóa miễn sao tiện cho mình là được, nhưng phải khẩn thiết chí thành, đừng làm lếu láo quả là bồ đoàn chẳng được cao quá, cao là chẳng cung kính. Nếu như công việc bộn bề không lúc rảnh rỗi, thì sáng tối sau khi rửa ráy xúc miệng xong, nếu có tượng Phật thì nên lễ Phật bát lạy, đứng ngay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hết một hơi là một niệm, niệm đến 10 hơi liền niệm tiểu tịnh độ văn, hoặc chỉ niệm 4 câu kệ nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, niệm xong lễ Phật bát lạy lui ra. Nếu không có tượng Phật thì hướng về Tây Xá lạy, chiếu theo cách trên mà niệm. Đây là phép thập niệm do Ngài Từ Vân Sám chủ đời Tống, vì hàng vương giả đại thần quá vận dụng việc triều chánh, không dành để tu trì mà lập ra. Vì sao dạy niệm hết một hơi? Là vì chúng sanh tâm tán loạn, lại không dành để chuyên niệm. Lúc niệm như vậy, họ sẽ mượn khí để nhiếp tâm, tự tâm chẳng tán. Phải tùy theo hơi dài hay ngắn, chẳng được cưỡng niệm cho nhiều đến nỗi tổn khí. Lại chỉ nên niệm 10 hơi, chẳng được niệm 20-30 hơi. Niệm nhiều hơi cũng tổn khí, vì tán tân niệm Phật khó được vãng sanh, nên pháp này khiến cho tâm quỳ một chỗ, nhất tâm niệm Phật quyết định vãng sanh. Số câu niệm tuy ít, công đức rất sâu, người cực nhàn kẻ cực bận đều có pháp tắc. Còn kẻ nửa nhàn nửa bận hãy tự lên châm trước để lập thành pháp tắc tu trì. Một pháp niệm Phật chính là diệu pháp bậc nhất để bỏ trần lao quay về giác phản bổn quy nguyên. Đối với người tại gia, pháp này càng thân thiết, vì người tại gia thân trong lưới trần, công việc đa đoan. Đối với những việc như nhiếp tâm tham thiền tụng kinh trong tỉnh thất, do hoàn cảnh sẽ chẳng làm được nổi hoặc chẳng đủ sức, chỉ có mình pháp niệm Phật là thuận tiện nhất. Sáng tối đối trước Phật, tùy thuận tổ sức lễ bái, chỉ niệm, hồi hướng phát nguyện. Ngoài ra thì đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng động tịnh, mặc áo ăn cơm, hết thảy thời hết thảy chỗ đều niệm được cả. Nhưng ở nơi sạch sẽ, lúc cung kính thì niệm ra tiếng hay niệm thầm đều được. Còn như ở những nơi chẳng sạch sẽ, như vào nhà tiêu chẳng hạn, hoặc nhằm lúc chẳng cung kính chẳng hạn, như đang nằm ngủ tắm gội, chỉ nên niệm thầm, chẳng nên niệm ra tiếng, chứ chẳng phải là ở những chỗ ấy nhằm lúc ấy không được niệm. Nằm ngủ niệm ra tiếng thì chẳng những không cung kính, lại còn bị tổn khí, lâu ngày thành bệnh. Công đức niệm thầm giống hệt công đức niệm bình thường, ấy là niệm ở đâu sẽ ở đó, ngay thẳng cũng do đấy, mà điên đảo cũng bởi đấy. Đối với những điều như muốn tâm chẳng tham sự Phật bên ngoài, chuyên niệm Phật nhưng chẳng thể chuyên, cứ toan chuyên chuyện khác, chẳng thể niệm, cứ muốn niệm những sự khác, chẳng thể nhất tâm, cứ muốn nhất tâm nơi chuyện khác, vân vân, thì chẳng có pháp tắc kỳ đặc áo diệm nào khác cả. Cứ lấy một chữ từ dán ngay trên trán, dù xuống tận lông mày, tâm luôn nghĩ, ta là người nào mà từ vô thỉ mãi cho đến đời này đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Giả sử ác nghiệp có thể tướng, thì tận mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Đời trước do may mắn nào nay được thân người, lại được nghe Phật pháp, nếu chẳng nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì một hơi thở ra chẳng trở lại, quyết sẽ phải thọ khổ trong vạn xôi, lò than, rừng gươm, núi đao, nơi địa ngục, chẳng biết phải trải qua mấy kiếp. Dù thoát địa ngục, lại đọa vào ngạ quỷ, bụng to như biển cả, họng bé như chiếc kim, đói khát bao kiếp dài lâu, trong họng lửa cháy, chẳng được nghe đến tên chất tương hay nước, khó được no lòng chốc lát. Từ ngạ quỷ ra, lại làm súc sanh, bị người cưỡi cổ hoặc gieo thân vào bếp núc nhà người. Dù được làm người cũng ngu si vô trí, coi tạo nghiệp là đức năng, coi tu thiện là gông cùm. Chẳng qua mấy mươi năm lại bị đọa lạc. Trải qua kiếp số hơi nhiều như các bộ luân hồi lục đạo, dù có muốn xuất ly cũng chẳng biết làm sao. Nghĩ được như thế thì những việc mong muốn nói trên sẽ thành tựu được ngay. Bởi thế ông Trương Thiện Hòa, Trương Trung Quỳ, Lâm Trung Tướng Địa Ngục Hiện, niệm Phật mấy tiếng liền tận mắt thấy Phật đến tiếp dẫn vãng sanh. Lợi ích như thế trăm ngàn và ước pháp môn khác trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật đều không có. Tùy thường nói, kiểu giới chúng ta giỏi pháp này thì trên là chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp này thì dưới là chẳng thể lợi khắp quần sanh. Chính là vì lẽ này, nếu niệm Phật tâm khó quy nhất thì nên nhiếp tâm niệm khẩn thiết, tâm sẽ tự có thể quy nhất. Tâm chẳng chí thành, muốn nhiếp tâm cũng chẳng được. Nếu đã chí thành nhưng vẫn chưa thuần nhất,
thì hãy nên lắng tai nghe kỹ, chẳng luận là niệm ra tiếng hay niệm thầm, mỗi niệm đều phải từ tâm khởi, tiếng từ miệng thoát ra, âm thanh lọt vào tai khi niệm thầm, miệng chẳng động, nhưng trong ấy vẫn có thanh tướng. Tâm và miệng niệm được rõ ràng tách bạch, tai nghe cho rõ ràng phân minh, nhưng tâm như thế vọng niệm sẽ tự dứt. Nếu sóng vọng tưởng vẫn còn trào dâng, thì dùng ngay pháp thập niệm ký số, dốc toàn bộ sức lực của tự tâm đặt vào mỗi câu, Phật, hiệu, thì vọng muốn khỏi cũng chẳng đủ sức. Diệu pháp nhiếp tâm niệm Phật chốt giáo này, các vị hoàng dương tịnh độ trước kia chưa nhắc đến, vì căn tánh người thầy ấy còn lành lợi, chẳng cần phải làm vậy, vẫn có thể quy nhất. Ấn quang vì tâm khó chế phục, mới biết cách này mầu nhiệm, càng thực hành càng thấy hiệu nghiệm, chứ chẳng phải là tự tiện nói mò. Xin chia sẻ cùng những người độn căn trong khắp thiên hạ đời sau, ngõ hầu vạn người tu, vạn người về. Pháp thập niệm ký số vừa nhắc đến đó như sau. Trong khi niệm Phật, từ một câu đến 10 câu phải niệm cho phân minh, nhớ số phân minh. Niệm hết 10 câu, lại niệm từ một câu đến 10 câu, chẳng được niệm 20-30 câu. Niệm câu nào nhớ câu nấy, chẳng được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ. Nếu thấy khó nhớ cả 10 câu, thì chia ra làm hai hơi. Từ câu thứ nhất đến câu thứ năm và từ câu thứ sáu đến câu thứ 10, nếu vẫn chưa được, hãy niệm thành ba hơi. Từ câu thứ nhất đến câu thứ ba, từ câu thứ tư đến câu thứ sáu và từ câu thứ bảy đến câu thứ 10, niệm cho rõ ràng, nhớ cho phân minh, nghe cho rành rẽ, vọng niệm không chỗ chen chân, lâu ngày sẽ tự được nhất tâm bất loạn. Phải biết là pháp thập niệm này nhiếp vọng giống như pháp thập niệm sáng chiều, chỉ có cách dụng công là khác nhau. Pháp thập niệm sáng chiều coi hết một hơi là một niệm, chẳng luận là số câu niệm Phật nhiều hay ít. Còn cách này cứ một câu là một niệm, cách kia chỉ có thể niệm 10 hơi vào mỗi sáng chiều. Nếu niệm đếm 20-30 hơi sẽ bị tổn khí thành bệnh. Cách này niệm một câu Phật hiệu, tâm biết là một câu. Niệm 10 câu Phật hiệu, tâm biết là 10 câu. Từ 1 đến 10 rồi lại từ 1 đến 10. Suốt ngày niệm mấy vạn câu đều giống như thế, chẳng những trừ được vọng, lại còn giữ thần rất hay. Dù niệm chậm hay nhanh, chọn chẳng trệ nạn, từ sáng đến tối không lúc nào chẳng thích hợp. So với cách lần chuỗi để nhớ số là ít cách xa một trời một vực. Cách nhớ số bằng chuỗi khiến thân mệt, tinh thần động. Cách thập niệm ký số này khiến thân thong thả, tâm an nhàn. Chỉ những lúc làm việc khó nhớ nổi số thì cứ cần thiết niệm. Làm việc xong lại nhiếp tâm nhớ số, thì những ý tưởng lồng bồng quà lại sẽ theo nhau gom về, chuyết chú nơi một cảnh Phật hiệu. Đức Đại Thế Chí nói, nhiếp chọn 6 căn, tỉnh niệm tiếp nối đắc tàng mà địa ấy là bậc nhất. Kẻ lợi căn chẳng cần bàn đến, có như bọn độ căn ta bỏ cách thập niệm ký số này, lại mau nhiếp chọn 6 căn tịnh niệm tiếp nối, thật khó khăn lắm thay. Lại phải nên biết rằng, cách nhiếp tâm niệm Phật này chính là pháp vừa cạn vừa sâu, vừa tiểu vừa đại, chẳng thể nghĩ bàn. Chỉ nên ngửa tin lời Phật, chớ vì mình chưa hiểu đến nơi đến chốn, bèn sanh ngờ vực, đến nỗi thiện căn nhiều kiếp do đây phải mất, chẳng thể tự rốt ráo đạt được lợi ích, thật là đáng buồn. Chỉ nên lần chuỗi niệm Phật trong hai lúc, đi hoặc đứng. Nếu tịnh tọa dưỡng thần do tay động, tinh thần chẳng thể an, lâu ngày thành bệnh. Pháp thập niệm khí số này đi đứng nằm ngồi đều thực hành được cả. Nhưng lúc nằm chỉ nên niệm thầm, chẳng được niệm ra tiếng. Nếu niệm ra tiếng thì một là chẳng cung kính, hai là bị tổn khí. Hãy nhớ kỹ, nhớ chắc. Đã có lòng tin chân thành nguyện thiết tha, phải nên trí tâm chất trì 6 chữ thánh niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bất luận đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, mặc áo ăn cơm và đại tiểu tiện vân vân, đều chẳng lìa 6 chữ hồng danh hoặc chỉ 4 chữ cũng được. Cần phải niệm sao cho toàn thân, toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật chẳng hai, tâm Phật nhất như. Nếu có thể niệm tại đâu chú tâm tại đó, niệm đến cùng cực, tỉnh mất sạch, tâm không Phật hiện, sẽ chứng được tam muội ngay trong đời này. Đến lúc lâm chung, sanh trong thượng thượng phẩm, có thể nói là đã hoàn tất sự tu trì đến cùng cực Phật. Lúc niệm Phật nên tùy nghi, nay trong niệm Phật đường của các tùng lâm đều niệm kinh A Di Đà, xong thì niệm chú vãng sanh 3 biến hoặc 1 biến, rồi mới sướng kệ niệm Phật. Tán kệ xong niệm tiếp Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật rồi nhiễu niệm. Phải đi nhiễu từ đông sang nam, từ tây sang bắc. Đấy là thuận tùng, là tùy hỷ. Thuận tùng mới có công đức,
Tây vực trọng nhất là đi nhiễu, ở phương này cùng thực hành cả hai cách lễ bái và đi nhiễu. Nếu đi từ đông sang bắc, từ tây sang nam thì là phản nhiễu, đi nhiễu ngược chiều sẽ mắc tội, chẳng thể không biết điều này. Nhiễu niệm một khắc rưỡi, rồi ngồi thầm niệm, ước chừng một khắc lại niệm Phật ra tiếng. Niệm xong, quỳ niệm Phật 10 lần, Quan Âm Thế Chí thanh tịnh đại hải chúng, mỗi danh hiệu niệm 3 lượt. Sau đấy mới niệm phát nguyện văn. Người tại gia ngại thất nhỏ có nhiễu niệm thì đứng, quỳ hay ngồi niệm đều được. Chỉ nên án theo tinh thần mình mà định, bất tất phải nhờ người khác lập pháp tắc cho mình. Niệm Phật tuy quý ở tâm niệm, nhưng chẳng thể bỏ miệng tụng. Vì ba thứ thân khẩu ý hỗ trợ nhau, nếu tâm ước niệm nhưng thân chẳng lễ kính, miệng chẳng trì tụng, thì cũng khó được lợi ích. Thế gian nhất vật nặng còn phải dùng tiếng hò reo để trợ lực, huống là muốn nhiếp tâm để chứng tam muội ư. Vì thế, Kinh Đại Tập nói, niệm lớn thấy Phật lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ. Cổ Đức bảo niệm lớn tiếng sẽ hiện thân Phật lớn, niệm nhỏ tiếng sẽ hiện thân Phật nhỏ. Hàng phàm phu đầy dẫy triền phược, tấp nhiều hôn trọng. Nếu chẳng nhờ vào sức thân khẩu, lễ niệm mà mong được nhất tâm thật chẳng thể được. Hòa thượng Thiện Đạng là hóa thân của Đức Di Đà, có đại thần thông, có đại trí huệ. Nhưng khi Hoằng Khai xỉn dương tịnh độ, Ngài chẳng luận đến chỗ huyền diệu, chỉ chú trọng vào những điểm chân thật thiết thực bình thường để dạy người tu chỉ. Tuyên truyền tạp nhị tu, hai đường lối truyền tu và tạp tu của Ngài dạy lợi ích vô cùng. Truyền tu nghĩa là thân nghiệp chuyên lễ đi nhiễu, và trong hết thảy chỗ đều chẳng phóng dật, thì là thân nghiệp chuyên lễ, khẩu nghiệp chuyên xưng, hễ chỉ tụng kinh chú, đều trí tâm hồi hướng, cũng có thể gọi là chuyên xưng, ý nghiệp chuyên niệm. Như thế thì vãng sanh Tây Phương, vạn người chẳng sót một. Tạp tu là kiềm tu các thứ pháp môn hồi hướng vãng sanh, do tâm chẳng thuần nhất nên khó được lợi ích. Trong trăm người họa may được một hai, trong ngàn người may ra được ba bốn người vãng sanh. Đấy là lời chân thành phát xuất từ miệng vàng, là lời phán định chắc như sắt, ngàn đời chẳng đổi được. Phát nguyện văn, văn tuy rộng lớn nhưng phải chân thật phát nguyện từ nơi tâm mới gọi là nguyện. Nếu không tầm miệng trái nhau gọi là nguyện sao được. Muốn nguyện được phước báo trong hiện đời cũng chẳng ngại gì. Muốn được phước huệ đông còn lắm cháu, thì cứ hước cầu bằng cách chất chứa thật nhiều âm đức, rộng hành các phương tiện. Niệm Phật chẳng thể bỏ qua hồi hướng. Hồi hướng chính là dùng miệng để phát khởi tín nguyện, nhưng chỉ nên hồi hướng sau khi hoàn tất khóa tụng sáng tối và sau khi niệm Phật tụng kinh giữa ngày xong. Niệm Phật thì nên niệm từ sáng đến tối chẳng gián đoạn. Chỉ cần trong tâm có ý niệm nguyện được vãng sanh là đã luôn hồi hướng. Nếu cứ theo nghi tức tụng văn hồi hướng, sẽ chẳng luôn luôn được như vậy. Các kinh đại thừa, kinh nào cũng đều dạy chúng sanh thẳng đến Phật đạo. Chỉ hận người tụng chẳng thành tâm niệm tụng đến nỗi chẳng được lợi ích hoàn toàn. Trong sinh hoạt hàng ngày, với tất cả những việc thiện nhỏ nhoi và các thiện căn tụng kinh, lễ bái, đều đem những công đức ấy hồi hướng vãng sanh. Như thế thì hết thảy hạnh môn đều là trợ hạnh của tịnh độ, giống như các hạt bụi tụ thành đất, các dòng chảy dồn lại thành biển rộng lớn sâu thẳm, ai có thể cùng tận được nổi. Nhưng phải phát bồ đề tâm, thệ nguyện độ sanh, tất cả công đức tu chỉ hồi hướng cho khắp bốn ân ba cõi pháp giới chúng sanh, như lửa thêm dầu, như mạng gặp mưa, đã kết sâu pháp duyên cùng hết thảy chúng sanh, thì sẽ màu thành tựu hạnh đại thừa thù thắng của chính mình. Nếu chẳng biết nghĩa này, thì chỉ là sự hiểu biết của phàm phu nhị thừa. Dù tu diệu hạnh chỉ cảm được quả báo thấp kém. Nên phát nguyện vào lúc niệm Phật sáng chiều xong với pháp thập niệm sáng chiều cũng phải niệm Phật trước rồi mới phát nguyện, hoặc là dùng bài tiểu tịnh độ văn để phát nguyện. Nếu thân tâm rảnh rỗi thì nên đọc bài tịnh độ văn cho liên trì đại sư soạn. Bài này văn từ nghĩa lý châu đáo, hay nhất xưa này. Phải biết rằng phát nguyện đọc văn là nương theo văn để phát nguyện, chứ chẳng phải chỉ đọc qua một lượt là đã phát nguyện đâu. Với công khóa mỗi ngày, công khóa nào cũng đều nên hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Nếu đem công khóa này hồi hướng cho việc này, công khóa kia hồi hướng cho việc kia, thì chẳng phải là không được. Nhưng phải có lời phổ đồng hồi hướng thì mới tương hợp với ba thứ hồi hướng. Ba thứ hồi hướng là: một là hồi hướng về chân như thật tế, tâm tâm thế hợp; hai là hồi hướng Phật quả Bồ Đề, niệm niệm viên mãn; ba là hết thảy pháp giới chúng sanh cùng sanh tịnh độ. Ai nấy có trí riêng, người người có nghiệp riêng,
Nghiệp ở đây là thức nghiệp, nhưng tùy duyên tùy phận đều được vãng sanh cả, bất tất mọi người phải giống hệt nhau. 2. Đối trị tập khí. Niệm Phật muốn được nhất tâm thì trước hết phải phát tâm chân thật, thật sự vì liễu sanh tử, chẳng phải vì mong người đời gọi mình là người tu hành chân thật. Lúc niệm từng câu từng chữ, phải từ tâm phát khởi, từ miệng thốt ra hoặc vào tai. Mỗi câu như thế, trong ngàn vạn câu cũng đều như thế. Làm được như thế thì vọng niệm không do đâu khởi được. Tâm và Phật tự có thể phối hợp với nhau,